Vậy là một tuần đã trôi qua, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Phong Cách Trẻ. Khánh Ngọc rất vui khi được đồng hành cùng quý vị để tìm hiểu những thông tin hữu ích về thời trang và phong cách. Bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Với khát vọng mang đến cho phái đẹp những sản phẩm giày dép thời trang hàng hiệu chất lượng tốt, mẫu mã hoàn hảo nhằm tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, tiềm ẩn đầy quyến rũ của các quý cô sành điệu. Với những thế mạnh về kiểu dáng, đa dạng về chất liệu, kỹ thuật sắc sảo, chất lượng cao với mức giá hợp lý, thương hiệu giày thời trang Mirabella tự tin mang đến luồng gió mới trong ngành công nghiệp thời trang giày Việt Nam. Luôn nắm bắt và đồng hành cùng xu hướng thời trang quốc tế, mùa hè năm nay, Mirabella đã cho ra mắt bộ sưu tập giày thời trang với kiểu dáng đầy trẻ trung, năng động và vô cùng thoải mái. Với tiết trời nóng ẩm của mùa hè đang đến gần, thì những kiểu giày sandal, quai mảnh phối với những kiểu váy hay những trang phục nhẹ nhàng nữ tính là sự lựa chọn tối ưu cho các quý cô yêu thích sự trẻ trung phóng khoáng. Time.
cạnh đó những đôi giày mọi hay còn gọi là dây lười, phối với quần short hay váy ngắn cho các bạn nữ nhập củ dậu phố cuối tuần hay những chuyến đi picnic mùa hè thật năng động. Chỉ những kiểu dáng giày quai mảnh bé bẹt năng động lên ngôi, mà còn kéo theo những đôi giày cao gót với kiểu dáng thanh thoát mảnh mai, giúp tôn vinh tối đa nét dịu dàng quyến rũ trong từng bước đi cho các quý cô sang điệu. Với bộ sưu tập đầy sắc màu của mùa hè năm nay, Mirabella hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn trải qua một mùa hè thật ấn tượng và quyến rũ.